những câu nói ý nghĩa làm thay đổi cuộc đời bạn. Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp trả giá. Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không suy nghĩ cho những người xung quanh. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn phải bật khóc không vì một lý do nào cả. Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa. Chỉ đơn giản là một câu nói thôi, nhưng chứa đựng bên trong là biết bao ý nghĩa triết lý về cuộc sống. Đây là một trong những câu nói hay về cuộc sống, khiến chúng ta phải suy nghĩ, đúng không? Bạn chỉ mất vài phút để nhận những câu nói ý nghĩa hay và ngắn gọn, nhưng có thể chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. 1. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não. Và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. 2. Dù rất chua chát, nhưng sự thật là nhà ở có sửa to, rộng hơn thế nào đi nữa cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Cái vách sành mới là nhà ở vĩnh hằng của tất cả chúng ta. Thế nên, nhà rộng chẳng bằng tâm rộng. Tấm lòng rộng mở, bề ngoài an yên, không bằng lòng an yên. 3. Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu, nhưng cha mẹ không còn nữa. Bi kịch lớn nhất đời người là nhà chưa giàu, người đã ra đi. Và đáng thương nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì. 4. Khi tâm linh có xu hướng bình tĩnh lại, tinh thần càng trở nên vĩnh hằng. Giảm nén dục vọng xuống thấp một chút, đẩy lý tính lên cao, tôi bạn và chúng ta sẽ cảm nhận thấy bình an là phúc, thanh thản mới mẻ là lộc, và lòng thanh tịnh không chút dục vọng là thọ. 5. Người trượt cớ vịnh vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể, sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh. 6. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ. Nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe. Trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. 7. Tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. 8. Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem. Đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc. Luyện tập quý ở chỗ duy trì bền lâu. 9. Cả ngày ăn yến tiệc chẳng bằng ăn một bữa cơm đạm bạc thật ngon. 10. Nụ cười không cần đầu tư vốn liếng, nhưng nó có thể tạo ra của cải. Tán dương biết khen cái đẹp không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất chi phí, nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần. 11. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung. Của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín. Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng. Sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước. Và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. 12. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thải, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ nghĩ về nhau là được. Con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được. Tuổi thọ không cần quá 100, sống khỏe mỗi ngày là được. 13. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. 14. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được
trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. 15. Quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ. Không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệt đoạn. Không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm. 16. Cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. 17. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được. 18. Có 3 thứ cần lãng quên. Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán. 19. Có 4 thứ cần có. Bất luận bạn mạnh yếu ra sao, nhất định cần phải có người yêu mình thật sự, có bạn bè tri kỷ, có sự nghiệp phát triển từng ngày và có một mái nhà ấm áp, tràn ngập yêu thương. 20. Có 6 thứ không nên. Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới đi ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên để già rồi mới hối hận. 21. Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc, và cảm kích là hỷ. 22. Nếu không có sức khỏe, trí tuệ văn hóa, năng lực khó mà bộc lộ ra ngoài, và trí thức cũng chẳng có cơ hội để dùng đến. 23. Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn, mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn. Sinh mệnh không dùng để đính chính người khác đúng hay sai, mà dùng để thực hiện một cuộc sống nhiều màu sắc của chính bản thân chúng ta. 24. Người bị oán hận không đau khổ, người oán hận người khác lại chịu thương tổn nghiêm trọng. Thế nên, tuyệt đối không nên hận người để rồi tự hại mình. 25. Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem. Giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? 26. Không tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc. 27. Học lực là một tấm huy chương đồng, năng lực là tấm huy chương bạc. Nhân duyên, các mối quan hệ xã hội của con người là huy chương vàng, và tư duy đứng trên tất cả những tấm huy chương nói trên. 28. Người thành công không thắng ở điểm xuất phát, mà thắng ở những bước ngoặt. 29. Tiền có hai loại, khi tiêu hết, đó là tiền, là tài sản. Không tiêu hết, đó là giấy, là di sản. 30. Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. 31. Cuộc sống không có tình yêu, giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay của bạn tự khắc cũng sẽ thơm. Cần lĩnh hội được rằng, yêu người khác thực ra là yêu chính mình. Hãy để tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều, sưởi ấm trái tim mỗi con người. 32. Xinh gái đẹp trai nhưng bản thân không biết đó chính là khí chất. Có tiền tài hoa nhưng người khác không biết đó chính là tu dưỡng. 33. Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật dở mà không để tâm sẽ bị lướt qua. Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. 34. Hãy cảm ơn người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn. Chỉ có người nói cho bạn biết khuyết điểm của mình một cách chân thành mới là người đối tốt với bạn. 35. Đừng nói dối. Vì nói một câu dối gian là phải bị đặt ra 10 câu gian dối để bù đắp.
bạn có cần phải khổ như vậy không? 36. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản. 37. Quản lý tốt cái miệng, không nên ăn nói hàm hồ, vì một phút vui vẻ nhất thời mà tùy tiện phát ngôn. Lương ngôn nhất cú tam đông loạn, thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn. Ý chỉ một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người ba mùa đông. Một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh buốt. Trước khi nói, cần dùng cái đầu để suy nghĩ thận trọng. Nói nhiều không có lợi, không đưa chuyện thị phi sẽ không khiến người khác ghét bỏ. Tự nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói. Nhưng để bồi dưỡng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ. Vì thế, chúng ta nên chăng chỉ nói những lời lưu động tình người. 38. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi. Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. 39. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống, dù có đau đớn đến mức nào, rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn. Và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ. 40. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình. 41. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân của mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. 42. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người, họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 43. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có. Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn. Niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. 44. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết. Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán. Tiền chỉ như vật ngoài thân. Sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được, tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi. Hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác. 45. Sức khỏe mãi mãi là của bạn. Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời. Vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn. 46. Cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô hạn. Còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh, cha mẹ hết mình chăm sóc. Cha mẹ bị bệnh, con cái hỏi thăm qua loa và có thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ
đó là lẽ đương nhiên. Cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy. Hiểu rằng vì con cái làm tất cả, đó không chỉ là nghĩa vụ, mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp. Nếu như mong muốn có sự báo đáp của con cái, thì chỉ chuốc lấy muộn phiền mà thôi. 47. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó, như tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó, đòi hỏi phải có thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều. Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không? 48. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an. Đừng sợ hãi hay hối tiếc. 49. Luôn có một tâm thái vui vẻ. Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc. Làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bồi dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh. 50. Đơn giản bình thường mới là thật. Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, số đông vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến. Hơn nữa, bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần kề với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. Thật ra làm quan cao không bằng nhiều tiền không bằng sống lâu không bằng vui vẻ không bằng hạnh phúc. 51. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép màu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. 52. Một người tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ, chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà người đó theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Một người mà tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn. Bởi vì những thứ mà người ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời người đó. 53. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa. 54. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế, những lần không hẹn mà gặp. 55. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thật, bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa. Dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có ai đang để tâm tới mình hay không. Bởi một người cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật xinh tươi. 56. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. 57. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở cho mình. Hà tất phải vậy? 58. Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. 59. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi,
không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế? 60. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. 61. Người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục? 62. Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn. 63. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. 64. Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn. 65. Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. 66. Không nghe, không hỏi, không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí. 67. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. 68. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. 69. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn. 70. Tất cả mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. 71. Đôi khi rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ. Đó là bởi vì chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình. 72. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. 73. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn. 74. Thứ không cần có tốt đến đâu cũng là rác. 75. Nếu bạn không mù thì đừng dùng tay để hiểu tôi. 76. Sự lợi hại thật sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn thì có bao nhiêu người quen biết bạn. 77. Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua. 78. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. 79. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. 80. Tìm niềm vui ở đâu? Học tập, đọc sách, đọc báo, dùng máy tính, đánh đàn, đánh cờ, vẽ tranh, học cái gì tùy bạn lựa chọn. Học vừa có thể thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não. Vận động, bơi, khiêu vũ, tập thể dục, tùy theo sở thích, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Giải trí, hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi, kết giao thêm bạn bè. Kết bạn, cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ có vài người bạn thì không đủ, cần có một nhóm bạn già. Bạn bè sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, bớt cô đơn. 81. Công thức để có một gia đình hạnh phúc: yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung thì gia đình hạnh phúc. 82. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần. 83. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn, bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. 84. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? 85. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. 86. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình. 87.
cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến cho bạn buồn. 88. Thực ra, con người luôn ngược đời. Người yêu bạn, chiều chuộng bạn thì bạn không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại đeo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn. 89. Thật ra, những người hay cười lại luôn cần người khác yêu thương. 90. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân rằng tất thảy của tất thảy chính là để cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. 91. Hai người yêu nhau, ở bên nhau sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã. Điều quan trọng nằm ở chỗ, khi cuộc cãi vã kết thúc, ai sẽ dỗ dành ai. Thỉnh thoảng tranh cãi không phải là khuyết điểm của đàn ông, nhưng sẵn lòng dỗ dành con gái lại là ưu điểm của họ. Bởi họ làm vậy vì họ có tình cảm với bạn, đó cũng là sự khoan dung độ lượng của họ. Cho nên sau cuộc cãi vã, đàn ông nên dỗ dành người phụ nữ của mình. Điều này không liên quan gì đến việc ai đúng ai sai, mà là tình yêu, là lòng bao dung và cũng là trách nhiệm. 92. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt. Lại có người nhìn có vẻ cơ cực, nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. 93. Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình. 94. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt, nhưng sự thật là những gì thật sự khiến chúng ta hài lòng là hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 95. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. 96. Đời này chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất, không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn, không phải bạn thân của bạn, không phải thầy bói, mà chính là bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi. 97. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. 98. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. 99. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt. 100. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẻ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. 101. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù thì dù cho bạn có giải thích bao nhiêu, họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. 102. Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn. Cuộc sống này cũng không phải toàn niềm vui, niềm hạnh phúc, mà xen lẫn vào đó là những nỗi buồn, nỗi đau thương. Nhưng dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, hãy sống vì bản thân mình các bạn nhé. Hãy theo đuổi ước mơ của mình và hãy làm công việc mà mình thích. Cuộc sống là không từ bỏ. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực. Niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống một cuộc sống mà mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất.
cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.